Kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ai hiểu ai hơn của Bí ẩn song sinh. Và bây giờ thì không biết là Hữu Tính, bạn sẽ lựa chọn đội nào thi trước? Hữu Tính xin được lựa chọn đội chủ nhà thi trước. Ồ, tại sao vậy? Chủ nhà thi có vẻ là mình sẽ có nhiều cái để coi hơn. Họ hiểu nhau dữ lắm anh ơi. À, tiên chủ hậu khách nè. Để chờ đón xem tình bạn 10 năm sẽ thể hiện ra sao nha. Xin mời hai bạn vào vị trí. Ba, hai, một, bắt đầu. Nào, hình ảnh đầu tiên. Đáp án sẽ là gì nào? Đội hình bắt chữ đi. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời hai bạn. Thấy chưa? Hành lang, chính xác. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúc mừng các bạn, như vậy là đã có một đáp án đúng diễn ra. Cố gắng lên nào. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thứ hai. Xin mời. Câu là 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời hai bạn. Mắt lừa. Mắt. Mắt lừa. Mắt. Mắt lừa đó. Trời ơi, gần đúng rồi, kỳ ơi, kỳ. Mắt phải kỳ. Mắt lừa chứ sao mắt la. Và đáp án là mắt lừa. Thật đáng tiếc, bị trừ đi 10 điểm rồi. Không sao, cơ hội vẫn còn. Hình ảnh thứ ba, xin mời. Kỹ kỹ nha mấy bạn. Ghê ghê ghê. À, cái củ này là củ gì vậy Tính đâu? Củ gì vậy? Củ hành hả? Củ hành hả? Giống củ su hào đúng hơn. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời hai bạn. Hào hứng, hợp lý ha. Không, thật ra là chụp vậy chưa chắc chúng. Cái là gạch thành mất hứng. À, vậy hả? Nào, xin mời đáp án. Hào hứng, chính xác rồi. Được cộng 10 điểm, chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thứ tư. À, đây là ký tự hóa học nè. Còn này là con ngựa, phải không? Ờ, vậy là cái gì biến thành ngựa hả ta? 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời. Ngựa hóa. Theo Tính, đáp án là gì? Em còn chưa nghĩ ra luôn á. Tính ơi, Tính biết âm Hán Việt của ngựa là gì không? Mã. À, mã hóa. Và đáp án là khó à. Mã hóa. Như vậy là các bạn lại bị trật đi một đáp án rồi. Cố gắng với cơ hội cuối cùng nào. Hình ảnh cuối cùng như sau. Cố lên. Cái gì ta? Cải. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời các bạn. Hay quá. Cải tổ. Xin mời đáp án. Chính xác, cải tổ, mừng quá em ơi. Cẩm Linh Kỳ Kỳ đã vượt qua được thử thách đầu tiên với bộ đề 5 cái hình ảnh khác nhau. Các bạn trả lời đúng 3 câu, trả lời sai 2 câu, bù qua sức lại, được cộng 10 điểm. Với 20 điểm tàn lập, 30 điểm. Chúc mừng hai bạn. Lần này vẫn có một chút xíu chịch choạc, sai lầm một tí. Có cảm thấy tiếc không ạ? Em cũng cảm thấy hơi tiếc, bởi vì cái câu đầu tiên mà tụi em sai á là bạn Linh đoán đúng, nhưng mà cái câu sau tụi em sai là em đoán đúng, nên em cảm thấy hơi tiếc. Còn riêng với Cẩm Linh, hai bạn cũng đã từng nắm tay nhau vượt qua thử thách với nội dung hao hao như vậy rồi. Các bạn có rút tỉa được kinh nghiệm gì hay không? Và ngày hôm nay bộ đề có liệu làm khó các bạn nhiều quá hay không? Thì tụi em thấy là lần này rút được kinh nghiệm nhiều hơn. Tại vì xử lý tình huống nhanh hơn, nhìn hình ảnh là phân tích nhanh hơn. Nhưng mà sai hai câu thì cảm thấy hơi tiếc. Hồi nãy sai là nằm ở vị trí của bạn nào nhỉ? Dạ mỗi bạn một câu. Đúng rồi. Thôi đều, thôi bắt tay nhau một cái đi làm quê. Cảm ơn các bạn, nhưng mà rõ ràng cuộc sống này chúng ta không biết trước được chữ ngờ. Không biết là cái bộ đề nó sẽ ra sao. Nhưng chúc mừng các bạn, 30 điểm đã thuộc về mình. Và bây giờ sẽ là phần thi đấu tiếp theo của hai chị em song sinh Phương Thanh và Thanh Phương. Và bây giờ sẽ là hình ảnh đầu tiên, xin mời. Cái gì ta? Đồng tiền kìa, đồng tiền. Đồng tiền mà nó có nhiều cái mũi tên hả? 5, 4, 3, 2, 1, xin mời hai bạn. Xu hướng. Tôi thấy được sự hoang mang. Không phải trên gương mặt của hai bạn mà trên mặt của Tính. Đáng ra được không Tính? Có đáng được đâu. Có đáng được đâu. Xu hướng nghe nó có vẻ xuôi tai hơn. Nhưng mà quan trọng đáp án thật sự là gì? Xin mời. Xu hướng. May quá, chính xác rồi. Chúc mừng các bạn, 10 điểm đầu tiên. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thứ hai. Chờ đón xem có giữ được phong độ này hay không. Đây chính là hình ảnh thứ hai. Đơn giản quá. Dây với dây không. 5, 4, dây thừng mà nó thẳng đó. 2, 1, xin mời. Dây thẳng. Cho Hữu Tính hãy trả lời cho thầy biết được rằng đáp án là gì nào. Dạ, thẳng thừng. Xin mời đáp án. Cho Hữu Tính giỏi quá. Như vậy dây thẳng không phải rồi. Bị trừ đi 10 điểm. Chỉ mới 2 câu thôi. Và bây giờ sẽ là hình ảnh thứ 3. Rồi tấm thiệp mời. Tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian địa điểm rõ ràng. Rõ ràng rồi kìa. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời hai bạn. Lịch thiệp. Liệu có rằng có phải là lịch thiệp hay không? Xin mời đáp án. Lịch thiệp. Còn cả gì được nữa. Lịch thiệp. Yeah. Như vậy là các bạn được cộng thêm 10 điểm. Ngay sau đây sẽ là hình ảnh thứ 4. Xin mời.
Trời ơi, quá dễ luôn. Quá dễ luôn. Dễ lắm, dễ lắm. Xin mời hai bạn. Trời ơi. Chữ gì vậy? Không thể tin được. Phương Thanh đúng không cưng? Phương Thanh đúng không? Trong đầu bạn á. Trong đầu bạn nghĩ đáp án là gì ạ? Em cũng không biết nè, em ghi đại. À, em ghi đại hả? Còn Thanh Phương? Em nghĩ là ho gà. Xin mời đáp án. Ho gà thấy chưa? Không chịu nhắc bàn tay gì hết à. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối. Chờ đón xem các bạn có chính xác hay không. Trời ơi, nạn biết thua luôn. 5321 xin mời. Tấn công. Nghe hợp lý rồi đó. Xin mời đáp án. Tấn công, quá đơn giản, trái ngược với phòng thủ. Như vậy là trải qua bộ đề 5 hình ảnh khác nhau, các bạn cũng y chang với đội chủ nhà. 3 đúng, 2 sai, được cộng 10 điểm. Với 20 điểm tặng, 30 điểm. Chúc mừng hai chị em Phương và Thanh. Các bạn đã từng bao giờ chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ chưa? Dạ chưa. Với bí ẩn song sinh các bạn cảm thấy như thế nào? Khó hay dễ à? Dạ có hơi khó một chút. À có hơi khó một xíu. Cảm ơn hai bạn. Và rõ ràng là mặc dù lần đầu tiên chơi trò chơi này, nhưng mà các bạn cũng đã rất cố gắng. 30 điểm đã thuộc về các bạn. Tỷ số 30-30 Huề sau khi kết thúc vòng thi đấu đầu tiên. Chúc mừng hai đội.